Vào live xong làm sale rồi nhờ ơi. Mẫu em đang mặc trên người đầm sơ mi ha, tay ngắn cho mình, vai hơi phồng, dáng đồng phong xòe cho mình luôn. Máy may kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp kèm luôn cả hai cái túi như thế này nha. Dáng đồng phong xòe này xin giả mang luôn. Em cao 1m65, đầm để mặc dài ngang tới nửa bắp chân em nha. Em chào chị Xuân Nguyễn à, chị Tiết Tiết, em chào chị yêu mình nha. Còn chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chất thì vải phone hàng cao cấp cho mình nè, váy đẹp nha, mềm mại mặt mát nha các chị. Đó, có tờ hả mấy tỷ rồi đó. Đó thấy không? Đó. Ở đâu ra vậy? Mua dưới đầu má. Dạ em chào chị Nguyễn Nga, chào cả nhà mình mới vô luôn ạ. Em máy này ngày hôm nay em sale rẻ nha, 149.000 đồng. Duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay, thấy bài livestream của em cả nhà mình chấm bài tương tác giùm em cái nha. Ưng mẫu nào đặt hàng sớm phía dưới em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1514, giá là 149.000 đồng. 1514 giá 149.000 đồng ngày hôm nay á hả? Rồi đưa hả? Rồi ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn ha. Có không? Có tiền không? Chỉ còn có giá tiền làm hả? Có tờ 200. Trời ơi, à, lấy cái áo khoác ở trong tủ giùm em ấy. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1514 nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã là 1514, hôm nay em sẽ giảm giá cho mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền là 149.000 đồng thôi. Chất liệu vải von hàng cao cấp, váy đẹp nè, siêu mềm cho mình luôn nha. Em chào chị Nguyễn Thúy nè, em chào cả nhà mình mới vô. Chấm bài tương tác chia sẻ like dùng em đi các chị ạ. Mình chia sẻ lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai là được ha. Hôm nay thì em sale rất là nhiều mẫu cho mình luôn, cố gắng mình đặt hàng thiệt là nhanh tay cho em tư vấn cho mình luôn ha. Mã số số điện thoại thì chẳng một tờ 50 không? Không luôn. Có 12 chậu. Không. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1 21 à. Ủa sao này rẻ vậy? Dạ. Ôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1514 nha các chị ạ. À. Dáng đầu phong xòe hai lớp hai túi nha, 149.000 đồng nha. Đồng này 149.000 đồng. Chị Linh Chi 149.000 đồng có đơn luôn ạ. À. Còn chị khách nào mình đặt hàng đồng này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số kèm luôn cho em cái số điện thoại. Đồng đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1514 giá 149.000 đồng. Tiếp tục em chuyển thêm nha các chị, mình cùng xem thêm mẫu đồng khác nữa ha. Lên đồng 119.000 đi các chị, hai màu luôn. Hai màu luôn cho mình dễ chọn. Em về nhiều mẫu lắm các chị ơi. Dạ em chào chị Bùi Thị Quyết nha. Em về nhiều mẫu lắm các chị. Sắp tới là có một loạt maxi đổ bộ về cho mình. Và sắp tới cũng có một số mẫu đầm là big size cho mình luôn. Nhưng mà các chị mình phải đặt hàng nhanh nha. Cái đợt này nè cả nhà mình nào. Đó cái mẫu này em đã bị rẻ size. Mẫu này thì em gần hết hàng. Giá 369.000 đồng không đổi nha. Nhưng mà nó đã gần hết hàng rồi và có một số mẫu đầm là nó đã hết sạch trơn luôn. Nhiều chị khách loại toàn cửa hàng em mua để coi coi có sót kho không, nhưng mà không có luôn, không có sót kho cái nào cả. Rồi thích cái nào đặt hàng nha. Em chào chị Tú Hoa. Mỗi em đang mặc trên người 1514 von hàng như chị này, vải màu tím than có phối hoa nhỏ nhỏ này dễ thương không ạ? Dáng xòe hai lớp kèm hai túi có hoa kéo luôn. 149.000 đồng quá rẻ luôn ha. Thích mẫu nào bình luận phía dưới cho em mã số số điện thoại. Chút nữa thì cả mình chia sẻ livestream tương tác tốt cho em đi các chị. Xíu nữa em lên cho mình cái đầm kia em sale giảm giá cho mình dễ thương lắm. Rồi chờ em chút nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã 1493. Mẫu đầm này thì đa số mấy chị có rồi nè. Chị nào chưa có thì mình chốt mẫu này ha, có 119.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1493. Đầm này cổ tròn, tay ngắn ôm eo, dáng đầm xòe dài ha. Mẫu đang mặc trên người mã 1493. Chị nào đặt hàng tranh thủ. Cổ tròn cho mình, tay ngắn nè, xòe nè, dễ thương không? 119.000 đồng hai màu luôn á. Chất là vải von mà đồng von em sẽ may cho mình hai lớp kỹ lưỡng luôn ha. 1492 là gam màu đỏ. 1492 là gam màu đỏ cho em. Còn 1493 là gam màu xanh như thế này, họa tiết lồng cồng, hai lớp kèm hai túi luôn. Rồi thích mẫu nào lên đơn sớm cho em luôn. 1493 nè, 119.000 nè ha. 1492 nè, 1492 là màu đỏ nha chị. 119.000 đồng tính ra có 121 chiếc thôi. 121 chiếc thôi, nó còn rẻ hơn cả giá sỉ nữa. Và có tem mát đầy đủ cho mình luôn ha. Có đầm 70kg thôi, em có nha chị Tú Hoa nha, đầm 70kg em có. Rồi, đợt này em sẽ có cho chị yêu mình hai mẫu đầm 70kg. Phải hai không ta? Hai mẫu ha. Hai mẫu đầm 70kg cho chị yêu mình. Eo 90 đổ về cho em. Hai mẫu như thế này. Giá của em nó là 369.
và một cái đầm như thế này gấp đôi những cái em bé khác luôn. Các em đang mặc trên người giá 119 là tại sao các chị ạ? Tại vì đầm này em đã về cũng khá là lâu rồi và hiện tại em chỉ còn mỗi size M thôi. Để em coi coi cái đầm nhí này em còn cho mình 70 kg không nha. Chờ em xíu nha chị. Em nghi nghi quá. Ui còn hơn quá. Ê bà, hay thiệt luôn á, XL còn 33 cái, hãy cùng 44 cái. Rồi, đây chị ơi, hai mẫu như vậy ha, giá 369.000 đồng, dễ thương lắm. Cái này chị mình đặt hàng đi, em lẻ size rồi, em chỉ còn size XL với 2X thôi. XL với 2X thôi nha chị. Ý là XL với 2X là em về gấp 3 số lượng kia. Em về gấp 3 số lượng. Đó, đây. Chị mình đặt hàng cho em ha. Còn cái này là 1555, cái này 1554 mình thích size nào. Đó, tay dài chị có nhiều rồi. Tay dài thì mình sửa thành tay ngắn chị. Tay dài sửa thành tay ngắn chị yêu ơi. Tại vì cái mùa này sắp tới mùa mưa, mùa lạnh đó chị. Cho nên là mùa gió đó, thì em sẽ may cho mình tay dài. Em sẽ may cho mình tay dài ha. Đầm tay ngắn 70kg. Đầm tay ngắn 70kg. Mẫu này chị, mẫu này em gần về được không? Nhưng mà để em về coi coi cái nó có co giãn hay không nữa. Để em sẽ báo với mình luôn. Rồi, tay dài 70kg sắp về. Đây là những mẫu tay dài 70kg sắp về, hai mẫu, hai màu cho mình này nữa. Đây, trời ơi, hoa nhỏ nhỏ nè, nền xanh ngọc hoa nhỏ nhỏ. Với lại nền vải màu đen hoa nhỏ nhỏ, dễ thương không chị? Như vậy là combo là 4 chiếc, 4 mẫu. Và những chị khác bên em là còn muốn đặt hàng nữa, rất là nhiều chị. Cái này là em sắp về thôi, chưa về nha. Cái này là chỉ sắp thôi. Rồi, 70kg. Tay dài thì mình dễ lắm chị, mình có thể sửa lại thành tay ngắn được. Rồi ở Quy Nhơn Đà Nẵng nóng lắm. Quy Nhơn Đà Nẵng hay chị sắp tới mùa mưa rồi đó chị ạ. Rồi nhanh tay đặt hàng. Với lại chị mình biết sao không? Khi mà mình ra nắng á, cái vải này không nóng. Vải này chất liệu vải von ha. Vải này vải von cho mình. Cho mình mặc lên là không hề nóng một chút xíu nào cả. Với lại khi mà mình đi ra đường đi thì mình hoặc là cà phê cà pháo thì mình cũng không có sợ là bị đen da của mình ha. Nó sẽ che phủ bớt cái phần nào phần da của mình. Nếu mình hở ra quá thì nó sẽ nắng, nó sẽ rám nắng của mình à, nó rám nắng da của mình. Còn mình che phủ bớt, mình mặc tay dài vô, mình mặc đầm dài vô thì vừa trắng nè, vừa đẹp nữa. Trời ơi quá xuất sắc còn gì chị. Rồi em đang mặc trên người mã 1493 ha, giá là 119.000 đồng. Em có hai màu cho chị dễ chọn luôn. Bây giờ nè, chị thích cái màu đỏ thì chị cho em xin mã là 1492. Rồi chị thích màu xanh, chị cho em xin mã là 1493. 50 cho tới 52 kg à, 40 cho tới 52 kg. Em có đây tập 72 độ về ha. Và giá của em nó chỉ có là 119.000 đồng thôi. 119.000. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa. Đây em sẽ lên cho mình sơ mi quá xịn tò luôn. Sơ mi này 169.000 đồng. Em đảm bảo cả nhà không có mua được ở shop nào cái mẫu đầm này 169.000 đồng cả. Đủ size. Đủ size. Hôm qua kia thấy đủ size, hôm nay em không biết nha. Để em mặc lên em coi thử coi. Nhưng mà chắc cũng gần như là cũng còn size. Dạ chị Nguyễn Tuyết Dung ha. Hết size L rồi chị may may xem M có nè. Đặt hàng nhớ mã dùng em nha các chị. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình. Bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Đây tiếp tục em lên sóng cho mình cái đầm sơ mi ha. Sang đẹp tuyệt vời luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số là 1539. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539 ạ. Đầm này tay dài ha, cổ sơ mi tay dài ôm eo dáng đầu phong xòe. Đó, xếp ly hai bên eo phía trước, xếp ly hai bên eo phía sau. Dáng xòe như thế này mặc lên cực kỳ thích. Nhưng mà cái váy này nha, là chị khách nào mà mình bầu bì là mình bon chen thoải mái ha. Bầu bì bon chen thoải mái cho em. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539. 1539 đây. Chị mình thấy không, tà váy xè siêu rộng, bầu bì bon chen thoải mái, đầm này bên ngoài dễ thương lắm. Cái em váy này bên ngoài dễ thương cực kỳ luôn. Nền vải màu đen nè, chấm bi nhỏ nhỏ, còn có phối hoa cho mình nữa ha. Tay dài thì mình thích để tay dài, để tay dài cho em, không thích để tay dài sao? Sửa lại thì liền, sửa lại thành tay lỡ cũng được, mình sửa lại thành tay ngắn cũng được ha. Và những cái mẫu em chọn cho mình á là phải vải mát em mới mang cho mình tay dài. Rồi đầy đủ size các chị yêu ơi, chốt đơn liền cái mẫu đầm này liền. Chỉ có bao nhiêu ạ? 169.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm
139. Quá rẻ luôn, chỉ có 169.000 đồng thôi ạ. À, chị nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì ngay bây giờ bình luận phía dưới luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn nha. Cao 1m65 mình mặc như em, dài ngang nửa bắp chân ha. Thích mặc dài để dài dài như vậy, không thích mặc dài lên like. Với lại không phải lúc nào thì cũng có đầm sale như thế này cả. Ngay hôm nay có đầm sale giá rẻ, chứ ngày mai ngày mốt quay lại đây thì hên xui nha các chị. Nhiều khi nó hết hàng thì thiệt sự là quá uổng luôn đúng không? Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539, đặt hàng nhớ mã giùm em 1539 kèm số điện thoại. Nền vải là màu đen, chấm bi rồi hoa nè, ôm eo nè, xếp ly hai bên phía trước, xếp ly hai bên phía sau, dáng lòng vơ xòe xòe, cao 1m65, đầm này mặc dài ngang nửa bắp chân có khóa kéo luôn. Chị Tuyết Tuyết sẽ mờ có hơn luôn ạ. À, rồi nhanh tay 63kg hãy XL đi chị. 63kg lấy hãy XL dùm em đi chị yêu ơi. Đầm này quá xuất sắc. 40-65-66kg. Eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mã là 1539, 169.000 đồng. Chị Bùi Thị Quyết ok có nè. 169.000 nha chị. Có 170 chị yêu ơi. Cái đầm này mình mua nó rẻ hơn giá sỉ đó chị. Tại vì vải nè, vải lụa Nhật. Vải này vải lụa Nhật cho mình ha, rất là mát luôn, không những nó mềm đâu, nó còn mát, nó còn mịn nữa, sờ lên mịn lắm lắm, rất là đã cái tay luôn ha. Đó, màu này dễ mặc cho mình, với lại những cái họa tiết nhỏ nhỏ nhí nhí như thế này nè, chị mặc lên nhìn dáng rất là gọn luôn. Và những cái hoa này tất cả là toàn bộ là lụa Nhật hết nha, mềm lắm. Giặt ủi là không bay không phai luôn, 169.000 đồng chốt luôn cho chị em mình. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu khác, nhiều mẫu lắm các chị ơi, nhiều mẫu lắm. Giờ không biết là mẫu nào xem. Đây là mẫu này đi, 150 đi, 150. Nhưng mà chị ơi, mình bao nhiêu ký vậy chị, cho em dễ lên đầm nha. Các chị mình, chị nào mà mình đang săn xe với shop, cho em xin số cân nặng. Trừ những chị khách quen, mấy chị khách quen là em đã biết xin xương. Nhưng mà kể thôi, nhiều khi em cũng hơi quên á. Mấy chị khách quen cũng có khi hơi lộn, hơi quên nó. Có gì các chị nhắc em nha. Tại vì tính em hơi quên nó các chị, chứ không phải là em muốn quên đâu. Nhiều khi muốn nhớ lắm mà họ không biết sao nữa. Các chị quay tới quay lui các em quên à. Rồi đó, em muốn màu say nào thì mình luận phía dưới với em nha. Để em la kiếm size em lên cho mình. Rồi đây, đầm lẻ nhiều lắm. Đây thêm cái đầm lẻ nè, 150, 149.000 đồng. Cái váy này dài, cái váy này von nhắn dài ha, tay lỡ, cổ vuông khác chút. Mẫu em đang mặc trên người mã là 1536 ha, 1536, giá 149.000, 150 cái váy này cả nhà ơi, quá rẻ luôn đúng không? Quá rẻ luôn thật sự á. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1536 nè. Đầm này cái sẽ là cổ vuông, này vải màu đen nè. Hoa này các chị ạ, hoa cam, hoa đỏ, hoa hồng này dễ thương quá trời luôn á. Hai lớp cho mình, dáng dài, em cao 1m65, đầm này dài phủ bắp chân của em ha, màu này sang quá trời. Vậy là mình sắp em chuyên về thời trang trung niên luôn á chị. Chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà nha. Tầm mua 35-38 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Đầm này mặc sang giả mang luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536. 1536, rồi mình đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em luôn. 1536 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã 1536 này xin giả mang luôn ha. Cổ vuông, tay lỡ cho mình, nền vải màu đen và cái hoa thì màu đỏ đỏ nè, cam cam nè. Trời ơi xuất sắc. Dáng xe nha, chỗ váy này quá xuất sắc luôn. Sale rẻ. Em chào chị Nguyễn Hằng nha. Các chị ơi, thấy bài livestream của em mình cho em xin một chấm liền. Chấm bài chưa có đặt hàng đâu, đặt hàng là phải mã nè, rồi phải số điện thoại nè, rồi phải gọi điện thoại tới. Nếu như mà mặc vừa thì mới chốt đơn được, còn mặc không vừa thì không chốt. Dạ em chào chị Cao Thị Voi, trời ơi lâu quá em mới livestream luôn á các chị. Lâu quá em mới livestream luôn á các chị ơi. Rồi chào cả nhà mình ha, cố gắng mà đặt hàng thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho 149.000 đồng. 149.000 đồng thôi, xuất sắc. Váy đẹp, mềm mại, mặc siêu mát cho mình luôn. Trời ơi các chị yêu ơi, bây giờ mình gợi ý cho em đi, mình muốn em lên sale cái nào đi các chị. Chứ giờ em nói thiệt với các chị của mình đầm sale nhiều lắm. 199 nè. 199 nè, họa tiết lộ cẩm nè. Quá xuất sắc luôn. Body đuôi cá. Body đuôi cá 250. Ba điều đuổi cá 250 cho mình ha. Đó, đẹp quá trời luôn á. Các chị thích sơ mi hay là các chị hoa không các chị? Hoa nè, hoa vàng này cũng đẹp nè. Nhiều lắm, nhiều bao la bát gác. Rồi, thôi lên cái này sale đi. Lên cái này sale cho chị em mình đi.
Có chị nào thích sơ mi da beo không? Sơ mi da beo để em coi coi em còn size gì em xả rẻ cho chị em mình luôn ha. 1490 nè. 1490 còn 10 cái size M với lại 2 cái size XL, chị nào đặt hàng hốt luôn cho em mã này đi. Em thay mẫu nha, em thay mẫu này đi, còn 12 chiếc em sẽ rẻ cho chị luôn. Size 120-130 luôn ha. Dạ em cho chị Phương Thảo. Mẫu em đang mặc trên người 150 nha chị. Mã số là 1536. Em còn size ML dưới 55kg, eo dưới 75. Đo eo thì mình đo trên rúng giùm em, chỗ đầu nhỏ nhất đo và là chính xác nhất luôn ha. Rồi em lên cái cho mình cái sơ mi này. Còn có vài cái rồi đó chị. Le que vài cái thôi. Em sẽ xả rẻ cho mình. Bình thường các chị mình coi mấy cái bài livestream mà em đăng lên á là em đủ size 3-400, 5-700 em đăng lên. Cái này hàng đủ size. Còn đây livestream trực tiếp của em like hàng lẻ size cho mình. Trên giá của em nó hả? Rẻ. Giảm phải tầm 70% luôn, 50-70% luôn. Giảm shop khác người ta giảm cho chị 20-30-40-50 đúng không? Không có đâu, sao em giảm mà tính phải cả 100-200 á. Rồi có làm hả? Giảm phải cũng 300-400 ngàn chứ không ít. Em đang mặc trên người mã 1490 nè. Rồi chị khách nào đặt hàng em giảm giá mình luôn 149.000 luôn. Ok không ạ? 149.000 đồng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. 149.000 thôi, 150 thôi chị yêu ạ. Rẻ quá đúng không? 150 thôi. Mẫu đầm này sơ mi đầm suông. Sơ mi suông 149.000 đồng luôn. Đầm này đầm mới nha các chị. Hàng còn tem mát đầy đủ, em bị lẻ sai là em giảm giá luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1490 dán suông. Thích mặc suông để suông y chang dày cho em, không thích mặc suông thì sao? Bóp eo lại. Một lớp hai túi có khóa kéo luôn. Trời ơi đẹp mê ly luôn. Cái chất liệu vải này vải cát thái nha, mình chỉ cần giặt ủi cái lúc một lần đầu á mà mình đi về nhà cái trời. Mình dở ra, mình giặt mình ủi rồi mình mặc hoài luôn, không có sợ bị nhăn gì hết. Hai túi nè, thích mặc thoải mái á thì để giày mặc cho thoải mái. Cái chị bảo nhất là những chị khách nào có bụng á để suông suông giày đi, mặc không có thấy bụng đâu. Còn chị khách nào mà mình có eo o thì mình bóp nhẹ cái phần eo lại đó, nhìn nó sẽ xuất hiện cái eo của mình ra. Rồi dán suông mình ha. Cao mấy 65 đầm này cũng qua gói em luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1490. Rồi đặt hàng nhớ mã. Em còn cho mình 10 cái size M. Size M thì dưới 53kg, dưới 52-53kg mặc được. Và em còn cho mình 2 cái size XL. Đó thì size XL sẽ tầm khoảng là từ 55kg cho tới là tầm 62kg luôn. 55 cho tới 62kg cho size XL. Đó, vậy là đầm này dưới 62kg thì mình sẽ mang vừa cho em. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1490. Chị nào mình đặt hàng em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1490 kèm luôn trang cái số điện thoại nha. Chị Ngọc Thoa 1490 có đơn luôn ạ. Rồi 149.000 đồng luôn. Cái em váy này 149.000 đồng. Có cái đầm đầm này đầm sơ mi. Lên đầm nào ta? Lá đầm xòe đi các chị. Lá đầm xòe sao rẻ thôi các chị ơi. Hoa lá hẹ cho mình. Trời ơi dễ thương. Chấm bài cho em đi các chị ạ. Chấm bài tương tác nè. Chia sẻ live stream tiếp shop. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình nè. Mình chia sẻ vào nhóm nè. Và để với chế độ công khai em tư vấn luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1490. Đặt hàng nhớ mã dùm em nha. 1490 kèm luôn cho em cái số điện thoại tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ạ. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm cái mẫu đầm khác nè. Đây lên mẫu này cũng xinh luôn. 1538. 1538 đa số còn size L nha, nhưng mà không sao các chị. Đẹp, đẹp lắm. Chị nào mặc vừa thì không thể bỏ lỡ cái này. Đồng này nha. Chị nào mà mình nhận được hàng em nói thiệt, chỉ có ghiền thôi. Chỉ có ghiền thôi. Tôi không cần tưới cái màu nè, tươi không? Nền vải là màu đen cho nên không có kén da. Còn hoa thì màu trắng trắng nè, vàng vàng nè, hồng hồng đỏ đỏ nè, lá xanh nè. Trời ơi nó xuất sắc luôn, như là một bức tranh luôn. Nhớ bộ bức tranh luôn các chị yêu ạ. Giá chỉ có là 179.000 thôi. Mã số là 1538. Rồi 1538. Chị đã đặt hàng lên đơn cho em 179.000 mẫu này. Ui da 1538 ha. Rồi đầm này á các chị vẫn tiếc, em vẫn tiếc. Tại vì á hồi bữa lúc mới vừa về là có sai âm 2XL không mua cho mẹ. Cho tới khi mà 179.000 đồng. Cho tới khi chợt nhớ ra các chị, chợt nhớ ra thì nó hết hàng luôn. Nó hết trơn luôn và em chỉ còn cho mình có size L thôi. Em chỉ còn cho mình có size L mấy ngày nay thôi. Rồi đặt hàng nhớ mã giùm em, cổ đắp chéo này ha, tùy chỉnh được. Cổ đắp chéo tùy chỉnh được cho em, thích mặc kín đáo á thì chỉnh nhíp cao lên chút xíu. Cái cổ đắp chéo này dễ mặc cực kỳ. Tay lỡ cho mình nè, trời cái màu tươi không ạ? Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là
là 1538 nha. Bình thường chị khách là mặc size XL, mẫu dòng này mặc size L này vừa nè. 50kg cho tới 58kg, eo tối là eo 70 cho tới là eo 78 luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1538. Rồi bình luận phía dưới liền, bình luận phía dưới liền 1538 kèm số điện thoại luôn. Giá chỉ có là 179 cái đảo cho chị Lê Nguyễn nha. 1538 kèm số điện thoại cho em luôn, mã số 1538 nha. Còn chị khách nào mặc là 70kg bình luận phía dưới em tư vấn cho mình sau. Đây là 70kg, sắp tới em sẽ về cho mình thêm hai màu. Màu này dễ thương, màu này chắc em mua màu này á các chị, mặc rẻ nha. Chị nào trẻ trẻ lấy cái màu này với cái màu này cho em, chị nào trẻ trẻ lấy hai cái màu này cho em, dễ thương, đẹp quá trời quá đất luôn. Nhưng mà vài bữa em sẽ có về, gần đây thôi, nhanh thôi đó, nhanh thôi em sẽ có về hàng cho mình. Với lại ngoài ra hiện tại em đang có cho mình cái mẫu này 70kg nha. Chỗ mẫu này cũng xinh nè, trời ơi trẻ trẻ lấy cái màu này cho em. Hà rồi, còn chị khách nào trung tuổi á, mình lấy cái này nó tươi, trung tuổi lấy cái này mặc lên nhìn trẻ, quan trọng là thích cái nào. 70kg, nhưng mà cái màu nâu này nha chị, cái hoa nhí nâu này nè là chỉ còn hai size lớn thôi. Cái này thì còn đủ size số ít, còn cái này hai size lớn thôi nha. Đó chị là 70kg, bông chen nằm bên shop là bao la bát ngát nằm luôn. Trời ơi dí có cái chấm bi nữa, nhưng mà hình như chứ cái chấm bi nó không về. Mỗi em đang mặc trên người 1538 nha chị, 179.000 đồng, 179.000 đồng chút luôn cho chị em mình. Tiếp tục rồi, chị khách nào hồi bữa mà nói với em là em ơi vậy là maxi chấm bi, rồi đây sắp tới có về luôn. Trời ơi ta nói nó dài mà cả người biết rồi đó, cái họa tiết chấm bi mặc lên không bao giờ lỗi mốt, không bao giờ qua thời đó. Mấy chị khách mà lại tận shop em mua đồ á các chị, mấy chị có tâm sự, mấy chị nói là chị mới bỏ, nói chung là soạn đâu bao luôn, có nhiều cái mua chưa có tháo tem, chưa có tháo mát, cái nó qua thời, cái bị lỗi mốt, cái xong hả chị phải đem cho đó, các nhìn thấy không ổn đúng không các chị, chưa mặc luôn nó đã qua thời rồi. Cho nên mình kiếm mấy cái dáng dễ mặc á, mà không có sợ mà qua thời là mất. Rồi nãy em để cái body em giục đâu trời. À đây nè, body đuôi cá nha các chị, 200 mấy thôi. Và mẫu em đang mặc trên người mã số 1538 các chị ơi. Chị khách nào mua đồ thì mình mua đồ, chị khách nào không mua đồ nói chuyện với em đi các chị, em nói chuyện mình buồn lắm. Và em cho chị hiến pháp size L nè, 1538, 179.000 đồng. Chị nào mua đồ thì mua đồ ủng hộ em, còn chị nào không có mua đồ thì mình vô livestream mình nói chuyện tâm sự với em mấy chị yêu ơi, bình luận thoải mái lên các chị. Rồi chấm bài tên khác giùm em nha, bình luận hãy tim giùm em đi mấy chị yêu ơi. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu rằm khác nữa nha. Đây, mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1543. Trời ơi, trong tủ đồ mình ít nhất phải có một cái body đuôi cá nha. Trời ơi, nói vậy chứ em không có cái body đuôi cá nào thiệt luôn. Cái chị chợt nhớ ra là em không có cái body đuôi cá nào hết luôn á. Body thì có, mà đuôi cá thì không. Chắc em phải săn body đuôi cá thôi. 1543, hay là em hốt cái này về mặt ta. Cái này đen nè, đơn giản dễ mặc. Dạ, em chào chị ơi. Chị ơi, chị tên là Trần Thị Chi hay là sao chị? À, đúng không chị yêu ơi? Rồi, mẫu em đang mặc cho người mã nè. Chị yêu, sắp tới nè, chị này khách quen bên shop này các chị. Chị này chị khách quen bên shop, chị yêu ơi, nếu như mà chị thích hả, dáng quá si dài mà trẻ trẻ, sắp tới em có về cái mẫu này. Hai mẫu này chắc chắn phải hốt hàng liền, không hốt ủng, cô gia trời đất ơi. Cái này ha, hai cái này ha, cái dáng của nó, ta nói nó đẹp giả mang luôn á, đẹp giả mang luôn các chị. Trời ơi, hoa nè, đó hoa nè, trời ơi hoa điệu gì đâu á, cái hoa mà cũng thấy ghét nữa, dễ thương quá trời luôn á chị. Đây tay phòng nha, dáng xòe tầng luôn, đuôi cá tầng, đây một tầng, đây một tầng đó, đuôi tầng. Còn không thích đuôi tầng đúng không, lấy cái xanh nha em, tươi quá trời tươi. Thích mà không kén da lấy cả hai, thích hoa dễ thương lấy cái màu đen, còn thích mà sáng bừng bừng á lấy cái màu xanh cho em. Màu xanh này ha, nó cũng tươi á chị, nó cũng dạng như xanh biển và tay chút sinh học vậy đó. Sắp tới em có về hai mẫu này, nhất định hai mẫu này mình phải có một mẫu, nhất định hai cái mẫu này phải có một mẫu nó xíu dài. Mình thích maxi dài sơ mi, em có maxi dài sơ mi tay dài luôn. Mình thích maxi dài tay ngắn, em có tay ngắn luôn ha. Cổ vuông có, cổ tim có, cổ sơ mi có, rồi quá xuất sắc. Còn cổ tròn thì lúc nào mà em chả có, cổ tròn hôm nay không có thì ngày mai có.
Mai mốt có, cổ tròn thì bao la. Em đang mặc trên người mã số là 1543 ha. Rồi 1543 em váy này chỉ có là 250 thôi, full size, hàng mới luôn, chất liệu vải ren luôn nha. Ren đẹp, trời ơi, dáng body đuôi cá nè. Phần tay với lại cái đuôi thì em sẽ để cho mình một lớp tại hiệu ứng. Nhìn thì phải có chỗ sáng sáng, có chỗ tối tối, nhìn nó đẹp, nó bắt mắt hơn đúng không các chị ạ? Còn trong phần thân váy, chỗ nào cần lót thì em đã lót hết cho mình rồi. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số 1543. Các chị mình ơi, vô livestream với em coi vui vẻ các chị ạ. Đó, mình dạ em chào chị Lê Cường nha. Chị nào mua đồ thì mình cứ việc khuyến khích thì mình đặt hàng mã số em hay báo đó với số điện thoại của mình là được. Còn chị nào mà mình mới biết đến Mysap hay là mình đã có đồ rồi mình vô chơi với em thì mình bình luận thoải mái nha nhà ơi, bình luận với em cho vui ạ. À, đây cái chiếc ren này có co giãn nha, phải ren mềm. Ren Mysap thì đa số là từ trước cho tới bây giờ là em cũng có, hồi xưa thì có, bây giờ thì không có là ren chằng thun. Tại vì nếu như mà ren thun á thì các chị mình giặt ủi vài ba hôm cái nó bị tua châm chích đi lên, châm chích cái thun á các chị, em dứt cái thùng đi lên đúng không? Cậu này không có chặn thùng nha. Đó, cái độ co giãn hoàn toàn tự nhiên là của vải. Đó, vải siêu mềm luôn, mặc thích cực kỳ. Và cái màu đen này mình mặc lên tôn da giả mang ha. Nói body vậy thôi chứ cái phần này nó rộng nè. Em thấy cái phần này nó rộng nè các chị. Đó, phần hông nó rộng nè. Phần tay nó phồng nè. Nó tạo hiệu ứng. Nhìn cái eo của mình nó sẽ nhỏ. Hai phần này to thì nhìn có cảm giác cái này nó sẽ nhỏ lại, cái eo nó sẽ nhỏ lại. Cho mình mặc lên nó rất là định cái dáng của mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1543, giá 249.000 đồng. Rồi mình đặt hàng nhớ mã giùm em, 1543 kèm số điện thoại ha. Các chị yêu ơi, cái đầm này em sale nè, 140. Chị nào dưới 55kg lấy cái này đi. Dưới 55kg lấy cái này bao đẹp. Ui, cái này hồi bữa chắc là em phải hốt về liền đó chị. Em phải hốt hàng liền thôi. Cái này mà mặc cặp đôi cũng đẹp nữa, 1531 ha. Cái này mặc cặp đôi cũng đẹp nữa. Hai chị em mặc với nhau cũng đẹp, hai má con mặc với nhau cũng đẹp luôn. Đó. Trời ơi mê không chị? 139.000 thôi. Chất von cái trái tim nổi này ha. Trái tim nổi nè, ông ánh cho mình luôn. Và nổi này sờ lên là không gây khó chịu, không ngứa ngáy, không khó chịu, không chăm chích luôn. Nó rất là mềm, mã là 1531 cho em. Rồi 40 tới 55 kg vải xịn sò luôn, 139.000 đồng. Cái này giá tặng nha các chị. Chị nào mặc vừa mình cứ hốt hàng. Hôm nay thấy còn, ngày mai chưa chắc đâu. Hồi bữa là nó cũng hết rồi các chị. Hôm qua nó hết rồi. Hôm nay thấy còn sót kho được 5 cái á, cả giờ đặt hàng đúng 5 cái luôn. Cả giờ đặt hàng tranh thủ nha, 1531 cho em. 1531 von trái tim nổi. Von trái tim nổi mã 1531. Nhớ bình luận mã 1531 nha chứ mình. Bình luận một von trái tim nổi là hơi bó tay. Chị Lan Lâm ơi, không có size L, size M dưới 55kg. 55kg không chị? 55kg eo 75 mặc vừa, eo 76 cũng được đi, hơi hóp giùm em. Đó, đây, eo 75 cho em, 55kg là vừa đẹp, 55kg vừa đẹp. Chị Anh Võ có đơn, trời ơi, mẫu này chị có rồi nè, mặc đẹp lắm em, cảm ơn chị mình ạ. Trên livestream nhìn thôi, nhìn vậy thôi, chứ bên ngoài đẹp lắm, ghiền lắm. Đây, von như vậy nè, giặt tay, giặt máy thoải mái, thả ga cho em, trời ơi, vải này hơi bị xịt sò luôn á chị. Đó, vải von tâm ha, trái tim nè, dễ thương quá trời luôn á. Đầm này mặc lên nhìn trẻ nha các chị. Đầm này shop em chuyên thời trang trung niên nha. Đừng thấy vậy mà mình thôi. Ủa đầm này trẻ mà em không có rồi các chị ơi. Đầm trung niên không hà. Rồi em đang mặc trên người thôi. Em lên cái đầm nào màu mày hoa lá hẹ nha các chị. Em lên đen quá. Đen quá đen rồi. Lên mẫu nào mà màu màu chút xíu nha. Mấy cái cây khô này em gần hết hàng rồi nữa chứ. Mấy cái cây khô này em gần hết hàng. Lên màu gì đây. Đây lên màu này đi. Màu này giá 139.000 đồng luôn. 129 gì quên mất tiêu rồi, chậm xíu nha. Giá em đang chạy lệ hình. Rồi, tại mấy cái mẫu lẻ size cái chị em ít mặc lắm. Bình thường em mặc mấy mẫu đủ size và mấy mẫu lẻ size em ít mặc lắm á chị ơi. Tại vì nó còn số ít á mà nó lại rẻ nữa. Rồi, cho nên là những cái mẫu đầm, những cái mà bài live stream mà phải dài dài như vậy nè, là em xiên mặc cho các chị mình, sell cho các chị mình vui. Còn mà em like mấy bài lẻ lẻ các chị là em mặc đầm đủ size. Mặc đầm đủ size. Rồi, chị Thanh Vũ nè, em chào chị nha, có xem mồm shop. Đây chị, xem mờ, 1517 chị yêu nha. 1517 chị mình đặt cái này cho em đi. Xem mờ, 40kg cho tới 55kg, em tới là 75 độ về, đầm này phong to nha. Chất lụa mango, vải này lụa mango cho em. Màu sáng nè, màu này mặc lên sáng. Cổ sơ mi, chân váy xếp ly, chân váy xếp ly qua rồi các chị. Bên shop em hết về rồi.
qua rồi, qua cái kiểu đó rồi các chị ơi. 1517 ha. 1517 này các chị, 139.000 đồng, 55kg E75. 55kg E75, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1517, 55kg E75. Cái chân váy xếp ly này á, để lên cho chị của mình cái này full size nè. Nếu như đầm này chị không có size đúng không? Đầm này 139.000 đồng chị không có size, tại vì em chỉ còn size M thôi. Đó, thì lấy cái này. Cái này chân váy xếp ly để em lên cho mình, chân váy xếp ly này cũng đủ size. Nhưng mà cả nhà ơi, đang hàng được trước nha. Tem mát đầy đủ hết trơn luôn. Sale 199.000 đồng luôn, đủ size, chị khách nào đặt hàng cũng có đơn. Nhưng mà chân váy xếp ly là không về nữa, em không về nữa. Rồi, chú ý giùm em, 1517 báo trước để cả nhà mình. Nhiều chị á, y nó ừ, đợt này không đặt được sao em về, tại vì em cũng hay về lắm các chị. Đợt này em về màu này, đợt sau em về màu khác cũng kiểu này luôn, đợt sau em về màu khác nữa. Nhưng mà mình đừng có y. Size M chị Nguyễn Xuyến, size M chị, đây cái size M, cái này là cái M. Size M chị yêu nha, size M dùng em, size lớn có đơn. Rồi, 55kg E75 size M, size rộng. Size M dùng em, dạ em chờ chị Lộc Trần nha. Chấm bài dùng em đi các chị yêu ạ. Chấm bài nói chuyện với em, tương tác với em cho vui các chị yêu ơi. 42 chiếc ha các chị. Size M quá rẻ, 139.000 đồng. Dạ không rẻ không lấy tiền. Trời ơi, cái màu kem nha, nền vẽ màu kem mà không có sợ bị dơ đâu. Mà không sợ bị dơ nha các chị, nền kem ha. Họa tiết nó màu xém 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 như vậy, giống như một bức tranh vậy, có núi non nè, rồi có cây nè, rồi có bông nè. Núi non nè, cây bông này các chị, chân váy nè, xếp ly như vậy nè. Đó, rồi, mẫu em đang mặc, em chào chị Mai Đào. Mẫu em đang mặc cái người mã 1517 nha, 1517 giá nhiêu các chị? 139.000 đồng, làm nhiêu nè, 140. Nói 139 số chỗ đẹp các chị, số 9 phía sau đuôi đẹp. Rồi, 139.000 đồng, quá rẻ luôn, chưa tới 150 cái váy nữa. Trời ơi, nó rẻ. Tem mát đầy đủ nha các chị, không phải đồ xi nha, không phải đồ đã qua sử dụng nha các chị ơi. Đồ mới nha. Đồ bên shop em tự may, tự thiết kế, tự sản xuất, không có đụng hàng đâu, mình cứ yên tâm. Đặt đầm bên shop em, chị nào muốn săn sale vô livestream trực tiếp của em. Chị nào muốn săn đồ sale á, vô livestream trực tiếp của em sale đầm cho mình. Đây, lên tiếp đồ sale này các chị. Đồ sale mà đồ full size, đủ size. Sale rồi đủ thay mới ghê các chị yêu ơi. Rồi, em có cái, em có mấy cái đồ bộ kia đẹp lắm. Chờ em xíu nha, 1527 nè. 1519 nè. Rồi, 53kg, vô chị, thoải mái tha ga luôn á chị. Vô chị yêu ơi, bự mà, nó to mà. Nó to lắm. Size M. Chờ, chị yêu mình chờ em xíu nha. Em 54kg. Em 54kg, eo em 70. Eo em 70, em 54kg. Em không có ốm đâu nha các chị. Em tròn á, cả nhà thấy không, các bạn em tròn quay. Tại em để tóc rồi nè. Em để tóc để che bớt cái mặt bấm bao của em á các chị. Đây. Đó, size M ha. Size M, tay mát đầy đủ nha chị, xinshop.com nè. Mua cái nào của mình shop cũng có cái mát của shop hết. Đây, tem của shop hết. Hàng Việt Nam chất lượng cao các nhà ơi. Ủng hộ đồ Việt. 139.000 đồng, vải lụa mango, hàng xịn sò. Mua một lần về nhà nhớ hoài không quên luôn, xịn lắm. Đẹp cực kỳ, 139.000 đồng, 55kg E75. Đó, các nhà thấy không? Rộng hơn em cả khúc luôn á, hồi nãy em mặc lên là thấy rộng rồi. Em mặc lên là thấy rộng rồi. Đây, 55kg E75 cho em. Size M nghe, cái này em mặc size M luôn đó. Em mới đại một cái size M đó. Lên đầu bộ đi em. Trời ơi, chị Nemi Mô. Đầu bộ. Xét bộ, xét nó quần áo á chị. Xét quần áo á, đầu bộ không có. Chị Nemi Mô ơi, mai mốt em có về mấy cái đầm như gì nè. Chờ em xíu nha. Ủa, xét áo với lại cái chân váy em để đâu ta? Chờ em xíu nha chị, để em lại lại em lấy cho mình. Trời ơi, để tuốt bên đây luôn á mấy chị ơi. Em để tuốt bên đây luôn á. 1527 nè. 1527 em còn một bộ size 2X nha. 1527 em còn một bộ size 2XL. Cái chân váy, cái áo. Chị nào mua bộ này em giảm giá cho chị luôn. Chị nào mua bộ này em giảm giá luôn. Trời ơi, em bị lẹo lưỡi á các chị. 1527 nha. 1527 một bộ cuối cùng. Cúng cùi.
1527 không thấy báo giá luôn. Rồi chị nào mình đặt hàng em sẽ giảm giá luôn nha các chị yêu ơi. Trời ơi em bị lắc rồi các chị. 1527 em sẽ giảm với chị yêu mình luôn. Chị tưởng đồ bộ hả chị? Đồ bộ bên shop mát ha, lâu rồi em chưa có về. 1527 size 2XL 60 cho tới 65kg, một bộ cúng cùi em giảm giá cho mình luôn 179.000. Thôi 159.000 đi, 159.000 đồng một bộ. 159.000 đồng một bộ, tính ra mua cái áo 100.000, cái này 60.000 đó, 160 chia đôi, mỗi cái 80 đó, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Cái áo, cái chân váy không có tách lẻ nha các chị, tách lẻ là không biết bán ai hết trơn á, bán bộ không à. Rồi 159.000 đi. 1527 một bộ cuối cùng và duy nhất luôn. Mã số sản phẩm là 15, cả nhà mình chờ em xíu nha, đặng em bấm em báo giá cho các bạn á. 159.000 thôi, rẻ, một bộ cuối cùng và duy nhất, một bộ cuối cùng và duy nhất luôn. Rồi 159.000 đồng. Áo nè, cái họa tiết nè, trời đẹp chưa? Vải cát Thái nha. Không mà, không gì ta quên rồi. À. Không bay không phai. Không bay không phai, hoàn toàn là vải cát Thái hết rồi, cái họa tiết này nó đẹp nè. Mã 1527 cho em, mã 1527. Một cái chân, một cái áo, 159.000 đồng, 159.000. Còn cái này 1528, ủa? Còn hàng không trời? Rồi, 1528 em còn size M. 1528 em còn size M. Chị nào mà đặt hàng lên đơn cho em luôn, đồng giá luôn, 159.000 đồng luôn, một bộ. Gồm cái áo dễ thương nha, cái này dễ thương nha các chị. Một cái áo, một cái chân váy, một cái áo, một cái chân váy, 159.000 đồng luôn. Mã là 1528, mã 1528, 40 cho tới 52kg, eo tới đây 72 đổ về, dễ thương quá trời luôn. Áo này dài nha. 1527 là size 2X nha chị Song Anh ơi. 1527 size 2X, cái này sẽ M giùm em. Cái này sẽ M, em có cái áo chấm bi nữa. À đây đây đây, nó đây nè. Cái bộ ký nằm trên kia, mỗi bộ nó nằm một nơi. Trời ơi, làm đi kiếm muốn chết luôn. Tại lẻ sai các chị, lẻ sai cái ít mặt lắm. Ôi, 2X, 2XL, chị Song Anh lấy cái này không? Chị Song Anh lấy cái này không? 2XL. Không, nhưng mà nếu như mà chị Song Anh, nếu như 1527 mà không có 2X, chị Song Anh lấy cái bộ này không? Em sợ cái kia nó còn một bộ. Cái 1527 này nè, em sợ nó còn một bộ thì không biết là trên hệ thống á, là nó thiệt là nó còn một bộ hay không. Nếu như nó không có một bộ 2XL đó, cái này M rồi. Nếu như nó không có 2XL, chị mình lấy cái này dùng em được không? Cái này 2X nè, tem mát đầy đủ nha chị, tem mát đầy đủ nha. Em cầm Google chắc nó rớt mát quá. Đó, cái này 2XL ha. Còn cái này size gì đây? Không mà chắc có chân váy, có chân váy bỏ vô. Xài ra sao cái chân nhỏ xíu rồi trời. Không có chân thì em sẽ lấy chân thôi chị. Còn cái này 1519 hả các chị? Cái này là 1519 ha. 1519 nha các chị yêu ơi. Còn size M thôi nha. Size 2X nè em để trừ hao. Trừ hao lỡ như bộ kia không có thì em thay thế cho chị. 1519. Rồi, 159.000 luôn, quá xuất sắc. 1519 cho em. Đó, chấm cái này là viên sỏi chứ con không phải chấm bi nữa. Nó to to nhỏ nhỏ như thế này nè. Dễ thương quá trời, vải nó cũng đẹp nữa, lên không nè. Trời dễ thương. Một cái chân váy nè, chân váy xếp ly, một cái áo nè, đó. Mẫu đang bán vậy gì vậy em? Cát Thái chị, mẫu em đang bán cát Thái. Cái này cũng cát luôn. Cái này cũng cát luôn. Còn cái này bài cát không à chị? Bài cát không à chị yêu ơi? Rồi, em đang mặc cát luôn. Nhưng mà váy đầm á, là chỉ có cái này cát thôi nha. Còn mấy cái kia không phải cát. Váy đầm á chị, ba cái bộ đồ bộ này thì chân lụa, rồi áo cát 53kg, 53kg size M hoặc L chị, tùy theo. Xíu nữa em tư vấn cho chị. Còn em đang mặc trên người 1526, 1526 giá 199.000 đồng, không rẻ, không lấy tiền mình luôn. Sang quá trời, cái họa tiết nó sang quá trời luôn á chị yêu ạ. Đây chị mình nhìn giùm em nè. Nền vải màu xanh nha, không phải là màu đen đâu. Màu xanh nó mặc nó sáng. Rồi, nền vải màu xanh hoa nè. Hoa này chị, từng cái nét hoa nè. Đẹp không chị ơi?
đẹp quá trời luôn á. Từng cái nét hoa này mình nhìn nét hoa giùm em. Hoa to có, hoa nhỏ có, mà tất cả là đều cách điệu như thế này ha. Họa tiết hoa cách điệu cho mình. Đó, mê chưa? Đó, hơi hướng thổ cẩm, chân váy xếp ly đều từ phía trước và phía sau. Mua nguyên cái đầm như vậy cũng được, có 199.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526, chị đang mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ. Mẫu này mặc nó tôn dáng nha các chị, tại vì nó có cái chân xếp ly á, nhìn vòng ba mà sẽ đẹp hơn. Đó, bầu quỳ bông chen được, bầu quỳ bông chen thoải mái, chân váy xòe rộng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1526, giá 199.000 đồng, đầy đủ size, đủ size hết trơn luôn á chị. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg, 1526 ha. 40kg cho tới 65-66kg, eo tối đa eo tầm 85-86 lỗ về, mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. 199.000 đồng em váy này, cả nhà ơi. Mua cái này thì khỏi cần mà mua set bộ. Mua set bộ mình tách ra được, mình lấy cái quần, mình lấy cái chân váy, mình mặc áo khác. Mà lấy cái áo mình mặc với quần khác hoặc là mặc với cái chân váy khác cũng được. Đó. Còn đây, chị khách nào mà sợ mất thời gian quá thì đây, mua nguyên một cái đầm luôn như thế này. Chỉ có 199.000 đồng thôi. Với lại em đang có sale cái này. Em đang có sale cái sơ mi tay dài. Sơ mi tay dài 169. Các chị có thích không? Đầm này lụa Nhật. Lụa Nhật nha, lụa rất là mát luôn. Đây lụa Nhật 1539. 1539 lụa Nhật. Họa tiết nó như vậy, họa tiết màu đen. Em thấy nhiều chị không thích màu đen thì phải, đúng không ạ? Cái em đang mặc nè, mấy chị mua nhiều hơn á, mua nhiều hơn rất là nhiều. Tại vì cái nền của nó màu xanh. Nhiều chị hỏi em nền xanh hay nền đen, em báo nền xanh cái chút quá trời luôn á. Ở này nền đen nè. Này nền đen 1539. Chị nào chưa có nền đen chút nền đen cho em ha. Nền đen cũng rất là dễ mặc luôn, hoa nhỏ nhỏ nè. Cái này 1539. Còn em đang mặc trên người 1526, 1539 giá 169. Trời ơi, em thấy cái vải này nó xịn hơn chút về vải các chị. Cái là lụa Nhật mà em thấy xịn hơn á. Đây, đẹp quá trời ha. Nhưng mà chắc tại cái màu á. 1539, 1539 đẹp á các chị. 169 rồi em đang mặc trên người là 1526 ha, 199. Rồi, tiếp tục lên làm sale tiếp. Các chị mày có muốn em lên mẫu nào không? Bình luận phía dưới giùm em đi. Bà Linh chiếu lấp la lấp lánh 250, bao chung hả em? Sao chị tay dài thì bao chung chứ? Tay dài thì bao chung ngay cái phần tay này. Không, cái em mà không có bao thun đâu nha. Cái nào bao thun em báo. Cái nào hay là chị thích đầm bao thun? Chị thích đầm bao thun ngay cái này. Chị thích đầm bao thun mấy cái này cho em. Hai cái này là bao thun. Giá của nó sắp xỉ hơi cao nha chị. Big size nó mới về, cái đầm này mới về cũng cao lắm. Cái đầm em đang mặc mới về 370. Cái đầm 350. Cái em đang mặc trên người mới về 350. Còn cái này nè, cái này 370, 369.000. Maxi dài thòng lòn luôn. Maxi nè chị, dài ha. Big size luôn, bằng hai cái đầm em đang mặc luôn á chị. Đuôi cá luôn, tay dài luôn, bao thun tay, bao thun eo luôn, 369.000 đồng, tính là nó rẻ chị. Rồi. Cái này nè chị, em chỉ còn hai size lớn thôi. Cái này còn hai size lớn thôi, 55 cho tới 70kg. Cái này thì em còn đủ size ha, 40kg cho tới 70kg. Hai màu, dễ thương quá trời. Còn nếu như kiếm màu xanh với màu đen đây có. Kiếm màu xanh với màu đen đây có luôn. Đó chị ạ, cái này đợt sau về, sắp tới rồi, nhanh lắm. Chờ em dài ba bữa à, quay tới quay lui tới về hàng giờ á. Đó, em này em khoái này nè. Với em khoái này nè chị. Mà nó trẻ. Đó, hai mẫu kia là nó lạ. Hai mẫu kia về là lạ. Đó, hai mẫu này em khoái nhưng mà chắc các chị không khoái lắm đâu. Tại vì màu xanh với màu đen em về hoài à. Nhưng mà bao thun thì lần này mới về nha. Đây, thích lạ lấy cái này cho em. Màu nâu, màu cam. Đó, dễ thương quá trời. Rồi, mình có thích không? Đồng giá luôn nha chị, 369.000 đồng. Còn mẫu em đang mặc trên người 199.000 đồng. Cái giá cả với lại cái chất lượng không có liên quan nhau. Cái nào về trước thì... cái nào về đợt vừa rồi thì em sẽ bán cho mình. Về đợt đã qua rồi á, qua lâu rồi á, em sẽ bán cho mình giá rẻ. Cái nào mới về giá nó cao. Rồi các chị mình đặt hàng cố gắng lên đơn nha. Cố gắng lên đơn sớm cho em nha các chị. Còn cái mẫu em đang mặc á, tại sao bán giá rẻ các chị ạ? Em chưa kịp bán là em đã về đồ mới rồi. Thôi em xả lỗ cho chị em mình luôn để trống khai về đồ mới nha. Chứ em hết kho rồi các chị ơi. Chuẩn bị em về thêm cho mình là 7-8 mẫu đồng. Cho chị xem váy ren có không em? Bao la bát ngát chị ơi. Chị yêu ơi, váy ren em có bao la bát ngát. Đầm đen tay lỡ nè em. Đầm đen tay lỡ bao la luôn. Đầm đen tay lỡ bao la bát ngát luôn chị ơi. Chờ em xíu nha. Ren đen luôn chị.
Rang đen không chị yêu ơi? Đây, chị mình dòm giùm em. Rang nè ha. Rang màu đỏ. Ủa rang này còn sai không trời? Giờ lên cái nó hết hàng nữa đi. Gần hết nha các chị. Size M, XL và 2X gần hết. Tay đủ size. Đó, đẹp không? Em ơi mã bao nhiêu vậy? Ủa cái nào chị? Chị yêu mình hỏi cái màu nào? Mấy cái này vậy hả chị? Mấy cái này mã nó khác nhau chị yêu nha. Chị yêu mình thích cái nào? Đây để em báo mã cho chị. Hai cái này chưa về. Hai cái này muốn đặt hàng đợt sau về em báo mã. Hay là em báo luôn cho chị cũng được nữa. Chị phải chờ em xíu nha. Cái mã này là 1555 nè ha. Chị thích em mặc cái nào em chọn vô em mặc cho chị. Nhưng mà cái giá này nó hơi cao cho nên xíu xíu đi. Xíu xíu nữa cuối là gần cuối lại đi chị. Em mặc lên em báo cho chị luôn. Nhiều chị á vô tự nhiên cái hả mấy cái đầm khác em báo có 100 mấy 200 mấy lên cái đầm này hả quốc 300 mấy hơi ngọt. Rồi cái này mã là 1554 ha, 1554 cho em màu nâu, 1554 màu nâu. 1555 là màu cam cam đỏ đỏ như nè, vàng vàng như nè, trắng trắng xanh xanh nè. Đó, bông hoa lá hẹ vậy nè. Rồi, cái này màu nâu ha, hoa nhỏ 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 như nè, màu nâu là 1554, hoa nổi nổi là 1555. Mã số gồm 4 con số. Rồi, cái mã này là cái gì đây? 1565. 1565. Này 1566, 1566. Đó. Dễ thương. Mua cái này, mốt em mua cái này. 1560. Còn mà sale luôn nữa. 1560 với đen. Chị mình lấy cái này không? Cái này em cũng sale nè. Kiểu đang mang nhưng mà màu đen không á em. Có chị, có nha chị Kim Oanh. Rồi, chị Yêu ơi. Ren thì ta nói hả, bao la bét ghét. Bao la bét ghét luôn á chị. Chị mình chờ em xíu. Trời ơi em cầm thôi mà em cũng hả mỏi tay luôn á. Đây. Màu đỏ hồng. Màu đỏ hồng nha. Rồi. Hồi nãy em mới mặc đây. Body đuôi cá ren tay lỡ. Đa số là tay lỡ không à. Có cái đỏ hồng đó tay ngắn á. Rồi đây chị. Đây body đuôi cá đen. Body đuôi cá đen. Còn cái này đầm mà ren xanh cái nơ. Cái này nè, cái nơ giống như em đang mặc thì nè, cái nơ. Đầm ren xanh cái nơ. Đầm ren xanh nơ ha. Rồi. Tiếp tục. Trời ơi cái xào muốn sập luôn á chị. Cái này là 1522, đầm ren đen cổ đất chéo. Cái này thì chỉ có 169.000 thôi nhưng mà chỉ còn size M ha, size M thôi à. À chị Nguyễn Lụa, cao mấy 67 62 kg lấy 2X vừa chị. Hay là XL cũng vừa. Còn cái này là body bút chì tay lỡ màu đen. Body bút chì nha. Body bút chì hồi nãy có một cái ren rồi. Nhưng mà cái ren đó là body đuôi cá. Còn cái này là body bút chì ha. Rồi còn cái đầm này là cổ tròn tay lỡ bình thường. À phơ bình thường nhưng mà cái màu nó đẹp. Đây, ở cái họa tiết nó đẹp. Đây, phải đứng gần mới được. Cái này là phải đứng gần tả mới được. Trời ơi, nó xuất sắc này chị. Nó xuất sắc này chị. Mỗi cái chất ren nó sẽ có một cái hoa hoa khác nhau, không có giống. Không có cái nào mà giống cái nào cả. Cái đó là cổ tròn nha, thích cổ tròn bình luận cổ tròn. Còn cái đầm này, cổ đắp chéo màu xanh. Cổ đắp chéo màu xanh nha. Cổ đắp chéo màu xanh. Rồi, còn cái này Berlin 1560 cho em. 1560 hả chị khách nào hỏi 1560 em lên sale nè. Hỏi 1560 là lên sale, còn mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551. Ủa quên, 1550. 1550 có 249.000 đồng thôi, đầy đủ ốp size mình dễ chọn. Em đang có cho mình size M, size L, XL và lại 2XL luôn. Rồi 1560 sau mẫu này em lên 1560 cho chị nha. Bình linh nè, đẹp quá trời luôn á. Đang giảm giá đó chị, tại vì nó bị lẻ sai rồi. Đầm em đang mặc trên người chất liệu vải von nha chị yêu ơi. Những cái vệt kim tuyến này giặt ủi là không bay không phai. Trong tủ đồ mình có đặt bình linh chiếu chưa? Nếu như chưa có ngay bây giờ chốt liền. Hai lớp cho chị kèm luôn hai túi có khóa kéo luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1550. Đặt hàng nhớ mã giùm em 1550 kèm số điện thoại 1550 và số điện thoại giá 249.000. Rẻ quá trời luôn. Rẻ quá trời quá đất luôn nè các chị ơi. Đặt hàng nhớ mã giùm em nha. Em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1550 giá 249.000 đồng. Đặt hàng nhớ mã giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cái đầm này. Cũng chiếu chiếu. Đằng sau hết về đầm chiếu rồi. Đằng sau hết về đầm chiếu rồi các chị ơi.
phải mà còn em cũng về nữa. À đúng rồi đúng rồi. Đợt sau có về làm sơ mi, có hai cái tay nó chiếu, hai cái tay nhỏ 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 nó chiếu. Và em chào chị Ngọc Lê nha, 53kg là size L, mình sẽ mặc một size L. Còn em đang mặc trên người mã 1550, đặt hàng bình luận mã cho em. Cứ đặt hàng là bình luận cho em cái mã là được ha, mã số sản phẩm kèm số điện thoại em tư vấn luôn. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1560. 1560 size 2XL. 2XL đâu đâu còn đâu chị. 2XL đâu còn đâu. Em hết 2XL rồi. Chị mình chờ em xíu nha, em kiểm tra cái nữa cho chắc ăn. Hết rồi chị yêu ơi, còn XL à. XL 62kg rồi không chị. Đầm này em bó tay rồi đó nha, 1560 nè. Chị yêu mình lấy size size XL là L82 nha. L82, 83 size XL được cho em nha. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người nè, mã của em nói là 1560 nha. 1560 40kg cho tới 62kg, eo tới eo tập 82 đổ về. Em chỉ còn size ML với một cái 2X cuối cùng luôn á chị, 299.000 đồng váy này. Quá rẻ. 1560. 1560 299.000 đồng cả nhà nha. Chất ren nè. Trời ơi đẹp chưa? Chiếu chiếu. Hồi bữa mình không đặt hàng sớm chị yêu ơi, nay nó lẻ size hết hàng rồi. Chỉ còn size M, size L và một cái 2XL cuối cùng thôi. Đó, dáng đầm phông xề như vậy nè. Hai lớp kèm hai túi luôn, có khóa kéo 62kg bằng vừa cái này anh chị. 62kg bằng vừa cái này của em nha, size XL. Em chỉ còn size M và size L thôi. Với lại một cái size 2XL cuối cùng nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1560. Cổ đắp chéo nè, xếp liền ngay phần chân phần eo cho mình. Nó sẽ ôm lên, nó sẽ tạo hiệu ứng, nó ăn gian cái vòng bụng của mình, nhìn sẽ đầy đặn hơn, sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm cho em nha chị Mỹ Hương. Em có size L đó chị, đặt hàng cho em cái mã đi. Mã số số điện thoại vào. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1560, đòi đặt hàng nhớ mã nha, có 299 thôi. Tiếp tục em sẽ lên sóng cho mình, sale cho mình váy 199.000. Trăm mấy, 200 mấy là bao la đó chịu ạ. Chờ em xíu nha. Còn em đang mặc trên người mã 1560 ạ, đặt hàng nhớ mã giùm em. 1560 kèm số điện thoại chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mã số là 1560, đặt hàng nhớ mã giùm em nha. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái em đầm khác. Đây lên sóng cho mình mẫu này. Mã số là 1464. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1464. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi tay lỡ dáng đầm phông xòe ha. 1464 giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. 199.000 đồng em váy này, cổ sơ mi nha các chị ạ. Cổ sơ mi tay lỡ ôm eo dáng đầm phông xòe dài nè. Hai lớp kèm luôn cả hai cái túi và có khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1464 nha, 1464. Đó, họ tiết dây xích có cái cọng dây buộc cái eo lại. Nếu như mà em gửi về mà chị khách nào mà thấy hơi hơi rộng rộng á, thật ra form này để vừa rồi. Form này đã vừa rồi, không quá rộng đâu các chị. Thấy hơi rộng rộng buộc eo không cần phải đi bắp eo. Bắp eo mất công, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian đúng không ạ? Lấy cái sợi dây buộc lại, buộc phía sau nha em cũng được, hay buộc phía trước cũng được, hay buộc bên trái bên phải cũng được hết trơn á. Rồi mẫu em đang mặc cái người mã số sản phẩm là 1464. 1464 ngày hôm nay sale rẻ cho chị em mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1464. Chị nào mình đặt hàng cái mẫu đầm này của em thì mình cứ việc bình luận phía dưới nha. 1464 giá 199, 1464 giá 199.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào mình đặt hàng em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại trên là được nha các chị yêu ơi. Em chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha các chị khách nào mình đặt hàng em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số với số điện thoại trên là được nha các chị. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là
64. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1464 nha. Đặt hàng nhớ mã giùm em 1464 kèm số điện thoại. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng duy nhất trong bài lại trường ngày hôm nay. Cả nhà đặt hàng nhanh tay nha. Em chào chị Lan Chi luôn ạ. Quá xuất sắc luôn đúng không các chị ạ? 55kg thì đã eo chị. Eo dưới 75 nè thì mình mặc size L. Eo trên 75 mình mặc size XL. Trời ơi, size bên shop em cũng dễ lắm chị. Cứ dưới 50kg thì eo dưới 70 nè. Dưới 55kg thì eo dưới 75 nè. Rồi dưới 60kg eo dưới 80 nè. Đó, vậy đó. 60 kg, 60 kg lấy size XL đi chị. Lấy size XL đi chị ơi. 1560 năm size 60 kg XL là đẹp rồi chị. Nó có coi nhẹ nhẹ với lại form nó cũng rộng rãi thoải mái á. Rồi, đẹp quá trời luôn á. Mặc đi tiệc em nói thiệt chứ chị, bao đẹp luôn. Em còn một cái size XL không biết nãy giờ có chị nào chốt chưa. Có chị nào chốt cho em mẫu này chưa nè, ren. Đó, ren như vậy nè. Trời ơi, ta nói nó chiếu hết về rồi, em hết về rồi. Đó, tiếp tục chuyển lên cho mình xem mẫu khác. Quá trời mẫu luôn. Không biết là mẫu nào hết trơn hết các chị. À, hoa đi. Hoa này với chị 199.000 đồng. Hoa vàng. Hoa vàng hôm qua hôm kia em chỉ còn thấy size M thôi á. Lên mẫu màu sáng đi. Đây chị, rồi chuẩn bị luôn. Chuẩn bị lên màu sáng, màu này hơi buồn buồn nha. Màu sáng mà nhìn nó hơi buồn buồn. Rồi có màu đỏ rồi luôn nữa. Tiếp tục. Mẫu này mã số là 1535. 1535 nha chị. Váy này em mới coi hồi chiều là full size đầy đủ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535, 1535. Chị rồi đặt hàng lên đơn, rồi giá 199.000 đồng. Màu này nó hơi nhè nhè nha các chị. Cái kiểu kiểu của hoa của em nó là vậy, thích hoa 3D nè, em có lên hoa 3D rồi. Hoa 3D có hoa rõ nét có. Cây đen cái này nè chị, 179. 179 ha. Rồi chị khách nào thích cái này vô sao thích cái này chốt liền cái này nè. Cái này đẹp nè. Cái này đẹp quá trời nè chị. Trời ơi, cái nào đẹp nó đẹp thực sự mê luôn á. Đầm này còn size L thôi. 50kg tới 58kg, E70 cho tới E78. Trời ơi dễ thương. Dễ thương quá trời luôn chị. Mã bao nhiêu? 1538. Đặt hàng nhớ mã dùm em 1538. 179.000 rẻ lắm đó chị. Mua đi các chị ơi. Mua liền chị nào vừa khuyến khích mua luôn. Mua đi, em sẽ tặng luôn 179.000 đồng. Váy này xinh lắm nha. Chất liệu 7 von hàng. Giặt ra giặt máy thoải mái, không sợ bị tơ đâu. Đây, trời ơi, nó mềm, nó đẹp, nó mát. Và cả nhà nhìn cái cây vải giùm em, trời ơi, nó tươi. 179.000 đồng rất rẻ, cả nhà mình mua đi ạ. Có lớp chéo nha, tùy chỉnh được. Khóa kéo phía sau lưng ha. Tem mát đầy đủ hàng bên shop luôn. Vải này bên ngoài không có đâu. 179.000 đồng, bao nhiêu vải là em gom hết về em may mình shop em. Không còn tù vải ra ngoài đâu, yên tâm đi. Trời ơi, bạn em nhỏ đi ngang qua nè. Chị khách nào mặc vừa hay là em mặc lại cũng được. Em mặc lại bình luận phía dưới, mặc lại 1538 ha, mặc lại 1538 mà kia mình coi. 50kg như thế 58kg cho em size L. Đầm này phong rộng, bông chen thoải mái. 50kg cho tới 58kg, giá bao nhiêu ạ? Đầm này 50kg có gầy quá không ta? 50kg nhưng mà eo phải bao nhiêu ta? Nếu như mà size L rồi, E70 cho tới E78 luôn đó. E70 nó hơi rộng đó, nhưng mà không sao, bóp eo được, không sao hết. Quá đẹp, 179.000 đồng. Chị thích tươi lấy cái này đi chị. Này tươi, sáng, đẹp luôn. Rồi, tuy rằng nền nó đen nhưng mà nó sáng, nó đẹp, bông hoa tươi. Rồi, em đang mặc trên người mã số là 1535. Em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1535 nha. Chị nè, mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ 1535 chiếc con hai lớp luôn. Khóa kéo phía sau lưng đủ size 40kg cho tới 656kg, em tới đây 8586 đổ về. Rồi, mặc lại đi đúng không? Ok chị luôn. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Em mặc lên thấy khác bọt liền, xinh cực kỳ. Chị Trang Nguyễn xem mờ 1535 này hết màu vàng mà không sợ kén da. Ủa quên, mà sợ kén da. Nó ngược ngạo gì đâu. Thích màu vàng mà không sợ kén da, lấy cái này cho em. Màu vàng này nó nhòe nha. Nhòe nè. Tại vì cái kiểu vải nó vậy. Cái kiểu vải nó vậy nha các chị. Mã 1535 cho em. Rồi, 199.000 đồng đủ size. MLXL với lại 2XL luôn. 40kg cho tới 6566kg. Eo tối là eo 8586 độ về, mặt đẹp luôn. Có khóa kéo phía sau lưng như vậy luôn. Mã số sản phẩm 1535, giá bao nhiêu? 199. Rồi, báo size, size M còn nhiều. Size M nhiều lắm. Size L 5 cái, XL 6 cái, 2XL 9 cái. Mấy size khác lê que vậy đó các chị. Trời ơi, phải mà nói nhiều ha, nhiều bán đẻ luôn á. Em váy này nè, hôm qua lại mấy hết ba size luôn, chỉ còn size M, hôm nay nó còn size lại là lên bán cho mình liền.
mã số là 1535 hay chị ha. Rồi để em mặc lại cái này dễ thương nè. Này xinh lắm. Hot size của em này, còn size của em hốt hàng về luôn. Em mặc size M các chị, giờ nó còn size L rồi sao ta? Tại vì càng mặc em thấy nó càng đẹp á. Em không biết cái chị mình làm sao nha. Thật sự mà em mà mua đồ về, đồ em tủ đồ mà còn nhiều cái tem mát em chưa khui luôn. Nhưng mà cái nào mà em mặc lên em thấy đẹp ha, thấy ưng rồi nha. Ta đè mặc hoài à. Cứ đi cà phê, cà pháo thấy cái đó là cứ bóc chúng cái đó mặc hoài luôn. Cho dù là muốn mặc đồ mới để chụp hình lắm, nhưng mà suy nghĩ tới lôi vẫn bóc cái cũ mặc đi. Không hiểu luôn. Rồi em đang mặc trên người 1538 này. Cái này đẹp này các trời ơi. Mua cái này nè, 50kg cho tới 58kg, có 179.000 đồng thôi. Đầm này em đâu có nghề nào lời đâu, nhưng mà năn nỉ các chị mình mua luôn á. Đầm đẹp mua đi các chị ơi, xuất sắc luôn nha. Dánh eo dánh xòe, trời ơi mấy chị khách lấy sỉ vô đây, vô đây cả nhà ơi. Đó, cái đầm này em có bỏ sỉ 179.000 đồng không? Không hề, giá sỉ cao hơn nhiều. Cổ đắp chéo nha, màu nè dễ thương quá trời luôn á. Đây màu này chị, cổ đắp chéo, thích mặc kính cổng cao tường, nhíp cao lên. Thích mặc thoải mái, nhíp thấp xuống đây luôn. Còn thích mặc kiểu giữa lưng trần nhíp đi em. Đó, ôm eo nè, xè nè, dễ thương mà. Xinh ha. Trời ơi, trên live stream xinh vậy, bên ngoài xinh cỡ nào nữa các chị. Đầm ố qua năm, cái điện thoại của em là điện thoại dởm á cả nhà ơi. Em live stream á, cả nhà thấy vậy là xấu á. Cả nhà mình thấy vậy là xấu á các chị. Chứ không có đẹp đâu. Xấu á, ở trên live thấy vậy là xấu rồi đó. Ở bên ngoài mới đẹp. Ở bên ngoài mới đẹp cả nhà ơi. Size L nha, 50kg cho tới 58kg. Mã 1538 cho em. Giá 179.000 đồng. 50kg cho tới 58kg nha. Xếp ly chân eo nè. Rồi nó ôm lên phòng phòng này, tạo hiệu ứng nè. Chị khách nào có vòng một khiêm tốn là cái này. Mã là 1538. Đời đặt hàng nhớ mã dùm em luôn. 1538 kèm số điện thoại, giá 179.000 đồng. Đẹp nha các chị. Chị nào không đặt cái này uổng lắm luôn á. 1538. Rồi lên làm gì đây ta? Lên tiếp làm gì đây mấy chị? Cây khô. Không. Lên cái này. Lên cái này đi. Cái cây khô mã gì ta? Cây khô mà lẻ xa cái em sale liền. Cây khô cả nhà mình 1557. Bán rất chạy luôn, nhưng mà để coi lẻ sai không. Chưa. Chưa lẻ sai. Ngày mai nó lẻ, ngày mai em lên sale cho chị. Em cây khô này á, size M em còn 50, size L còn 27, XL còn 23 chiếc, 2XL còn 19 chiếc. Cái em cây khô này em đang bán 330. Đó, em đợi lẻ một size một cái nha. Ngày mai lẻ hả các chị? Là em lên em sale cho các chị mình xuống cái cây khô này, nó quá xuất sắc luôn. Mã, ôi trời ơi cái gì vậy trời? Mã là 1557. Còn em đang mặc trên người 1538 nha. Cả nhà chờ em xíu nha để em kiểm tra. Rồi cái này chưa. Xeo trước cái này đi. Xeo trước cái này đi mấy chị. 1552 nha. Xeo trước cái này 1538. L đó chị, vỏ đẹp. L đó chị, ngay chóp size của chị luôn đó. Chị mình đặt hàng cho em đi. Mẫu em đang mặc trên người mã 1538. Cái này cũng chưa lẻ size. Chờ em xíu nha. Lên cái đầm nào để lẻ size em xeo cho chị mình một phát. Một phát một sale đã ghiền luôn. 1551448 đi. 448 11 chiếc. Ủa 11 chiếc sao vậy ta? Em đang mặc trên người 1538 á chị. Size L đó chị ơi. Size L đó chị. Chị mua đi chị. Mua về đẹp quay lại đây báo em nha. Mua về đẹp quay lại đây bình luận cho em nha chị. Đừng có quên em nha. Em giới thiệu nhiệt tình quá trời luôn á. Đầm này có lấy ngàn lời nào đâu. Dồn đơn 600 cho em. Dồn đơn 600 miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1538. Đặt hàng đi chị. Về nhà dỡ cái đầm này ra. Không ưng quay lại đây mán dấu em liền. Em nói thiệt chị ưng. Ưng để em bảo ưng. Mấy chị khách lợi tận shop em dơ cái đầm này ra là chốt liền, mua liền không à. Đẹp lắm. Còn xe L thôi à. Còn có mấy chục cái chứ nhiêu nữa. Rồi rồi cái đầm này em còn 8 cái nha. Ủa 11 cái nha. 11 cái chị nào đặt hàng cái đầm này đi em tặng luôn. Em tặng luôn cho mình cái đầm này sơ mi cổ màu đỏ hồng. Sơ mi cổ màu đỏ hồng. Mấy chị khách lợi tận shop em á các chị, không có mua ít đâu.
mua nhiều nhiều không à, mua mà ít là cái chị gần đây nhất là mua mấy cái ta, ít là mấy chị gần đây nhất là mua 6 cái 8 cái gì không biết nữa đó, lại săn đồ với em 6 cái 8 cái nhiều nhiều á là mua mấy chục cái không à các chị yêu ơi, không có mua ít đâu, mua riết mà mấy chị còn hỏi em chứ em ơi bé em có lời không nữa, có 100 mấy cái 100 mấy cái lại mua á, lại mua đồ sale á các chị, mua lại tận shop là giá đã cao rồi đó mà còn hỏi em ơi bé có lời không. 1448 rồi, 1448 chị nào mua cái đầm này em tặng luôn nè, 150 149.000 đồng 1448 nha, 149.000 mua đi các chị ơi, dồn đơn đi các chị, dồn đơn 600 miễn ship, mua liền em tặng mình luôn. Rồi em đầm em mặc nhiêu cái nào chị, cái này hả chị, trời ơi sao mà em không thấy bình luận của mình ta, chị Minh Nam Huỳnh em chào chị nè, em chào chị Sen Nguyễn. Cả nhà biết sao không, cái điện thoại của em á nó bị gì á, em không thấy mình bình luận luôn mới ghê chứ, em không hề thấy một cái bình luận nào của các chị yêu mình luôn. Đầm em mặc, em ơi cho chị xem váy ren màu xanh coban, màu xanh, váy ren màu xanh ba cái luôn đầm ren cái nơ này ha, 350 đầm ren cái nơ này chị yêu ạ, 350 đầm ren cổ tròn 350 đầm ren cổ đắp chéo 280. Tại vì sao, tại vì nó lẻ sai, tại vì nó lẻ sai nó chỉ còn 2 size nhỏ thôi, 2 size nhỏ xíu à. Đó ren cổ tròn là gì nha, ren cổ tròn là gì nha chị, màu xanh nè, xanh navy không phải xanh coban đâu. Còn cái này là ren cổ cái nơ, hai cái ren khác nha. Nó giống là tại vì nó mềm mềm, nó mát mát vậy, nó giống giống vậy đó. Nhưng mà cái bông nó khác, bông này bông 5 cánh nha chị. Cái ren này là ren cái nơ, mặc lên nó sẽ đứng cái nơ này lên. Ren này ren cái nơ, bông 5 cánh ha. Cái này là hoa 5 cánh cho em, hoa 5 cánh nè, đó. Còn cái ren cổ tròn á, là cái kiểu nó gì? Đó, đẹp không? Đẹp chưa chị? Rồi còn vui danh, còn ren cổ đắp chéo á, mà 279.000 á, dưới 50 mấy ký á, đây nè chị, là ren này nè, ren cái bông bự nè, rồi cái bông nhỏ này, còn có cái lá nè, ren hoa ren lá nè chị, đó mở cái ren nó khác nhau chưa, khác xa. Rồi cái ren kim tuyến chiếu chiếu nãy em lên cho mình á, khác nữa đó, khác nữa đó, cũng bông như bông họa tiết kiểu rồi ren là hoa kiểu đó, chị mình thấy không, mỗi cái ren nó khác nhau hết trơn, mà khác một trời một vực luôn. Rồi đây chị, 1538 mã bao nhiêu, chị khách nào hỏi em mã bao nhiêu chị mình biết sao không, cái điện thoại em không có thấy bình luận. 1538 nha em đi chị, 1538 cho em đi, 179.000 đồng mua về không đẹp quay lại bán vốn em thiệt sự. Rồi mã số với số điện thoại cho em là được nha, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Tại em đang mặc trên người mã 1448, 1448 em sẽ tặng cho các chị mình luôn, 149.000, 150 đầm này mua đi các chị ạ, 150 nha. Hết mẫu này em kết thúc like nha các chị, mai em sẽ tiếp. Hết mẫu này em kết thúc like, mai em sẽ tiếp bạn ơi. 2 cái size L và 9 cái size 2XL cuối cùng, trời quá đẹp luôn, 50kg cho tới 66kg, 149.000 đồng, 150 mẫu này quá xuất sắc, có cái đuôi cá rồi dễ thương, von tơ 2 lớp 2 túi, có khóa kéo phía sau lưng nha. Trời ơi 150 các chị ơi, dồn đơn cho em, dồn đơn đi các chị, dồn đơn cho em nha, 149.000 đồng quá rẻ, dồn đơn 600 là miễn phí do hàng Hàn Quốc nha. Rồi mẫu đầm này thì em sẽ khép lại bài livestream tại đây nha các chị, chị nào muốn săn sale nữa ngày mai vô với em, ngày mai vô em săn sale, cả nhà muốn săn sale giờ nào, giờ trưa hay giờ chiều, bình luận cái giờ mình rảnh cho em đi, bình luận cái giờ mình rảnh cho em đi các chị, trưa hay chiều nè, đó mấy giờ này để em biết em lên like cho cả nhà mình luôn. Lên like sale còn nhiều mẫu lắm, bao la bát ngát, cái này ít nha, đây này các chị, bên này nè, quá trời luôn, trời chắc sập xào á, nhiều lắm, lẻ 9 cái 10 cái, màu xanh của ba size 1558 ha. Rồi ok chị, 350 mẫu đó. Rồi em xin kết thúc bài livestream đại đây nha, chị khách nào vào sau nhớ là mình coi lại like kỹ xong mình đặt hàng cho em ha, còn nhiều mẫu em chưa sale lắm, ngày mai vô coi tiếp, ngày mai vô coi tiếp em sale tiếp nha. Bây giờ thì bye bye cả nhà mình ạ.